Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi em. Rồi, bây giờ mình giới thiệu đi em. Dạ, đầu tiên em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh, em chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Ngọc Đan Phượng. Năm nay em 26 tuổi. Công việc của em là em bán bún bò. Bán bún bò, bán ở đâu? Dạ, em bán ở nhà tỉnh Bình Phước chị. Thị xã Bình Long. Bình Long, Bình Phước. Là quê mình Bình Phước luôn hay sao em? Dạ, quê em là ở thành phố Hồ Chí Minh. Xuống Bình Phước bán bún bò. Dạ. Bây giờ là sống dưới đó luôn. Dạ. Rồi, có nghĩa là hôm nay từ Bình Phước lên đây tham gia chương trình. Dạ, đúng rồi. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Và chào bạn gái bên cạnh. Và chào toàn thể mọi người ở đây. Mình là Trịnh Ngọc Dũng, mình đến từ Bình Phước. Và quê quán cũng như bạn gái bên cạnh là ở thành phố Hồ Chí Minh. Và nhà mình thì lập nghiệp trên đó và hiện tại mình đang sống ở Bình Dương. Trời ơi, hay quá vậy ta. Ngày xưa thật là xưa, có hai bạn quê thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp Bình Phước, không bao giờ gặp nhau, và ngày nay hai bạn đã gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đó là cái duyên đầu tiên ha. À, hỏi coi có gần nhau không? Em có nghe qua là bạn Bình Long và em ở Lộc Ninh là cách bạn khoảng 20 cây số. 20 cây số. Em làm nghề gì nãy giờ em chưa giới thiệu? Em hiện tại là kinh doanh một quán trà sữa. Bên bán bún bò, bên bán trà sữa. Ăn bún bò, uống trà sữa có sao không ta? Chắc không sao đâu. Được không? Được ạ. Được ha, hợp lý ạ. Vậy là phối hợp kinh doanh được phải không anh? Hai bạn có thể làm ăn khá rồi đó. Thì tụi mình sau này cứ hợp tác làm ăn đi. Bây giờ mình giới thiệu cho bạn trai nghe ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Em năng động. Em thích công việc cũng là kinh doanh tự do giống như bạn trai ở bên á. Em có khả năng sáng tạo nhiều. Và nếu mà nói về công việc kinh doanh á, thì em thích đi đầu những cái xu hướng mới. Khuyết điểm thì em nhiều lắm. Ví dụ? Làm biến vào việc nhà. Rồi em bán quán ai dọn dẹp? Dạ, mướn người hết chị. Mướn người hết? Dạ. Em làm cái khâu gì trong cái bán quán? Em múc tô tính tiền thôi chị. Em múc cho anh hai tô bên đây của em. Đang đói à. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em thì sao? Khuyết điểm là khi tiếp xúc với người lạ thì em hay trầm tính và ít tiếp xúc được. Thứ hai là em cái điểm anh hơi kỹ tính nên đan ra nhiều người nói em là khó chịu. Nghĩa là mọi thứ sạch sẽ đó. Còn cái ưu điểm thì em có thể nấu ăn được, biết lắng nghe chia sẻ với mọi người. Anh thấy cũng đâu có gì khuyết điểm lớn đâu đúng không? À, ý là kỹ tính quá thì nhiều người họ sẽ cho mình là khó chịu, chu toàn quá. Phải là chu toàn hết. Dạ. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì hiện tại trải qua đã 2 mối tình rồi. Mối tình nào là dài nhất? Mối tình là các bạn. Sau này thì chỉ tìm hiểu một vài người và không hợp thì chỉ vài tháng là... Vài tháng cũng chưa phải gọi là mối tình ha. Dạ. Rồi tình trường mình sao? Trải qua mấy mối tình rồi em? Em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là quen nhau được 1 năm. Lý do sao chia tay? Ảnh không chịu cưới. Em có nói với ảnh không? Em có nói, em cầu hôn luôn chị. Em cầu hôn trai luôn hả? Dạ, em cầu hôn mà từ lúc mà theo đuổi cho tới tỏ tình là em làm hết á anh. Trời đất ơi, cô bên kia cá tính mạnh mẽ lắm mà nha. Bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích đàn ông tính tình hiền lành. Bên đây có hiền đó. Có đạo đức. Có đạo đức. Đạo đức có luôn. Em không có ngại cái chuyện mà khó tính hay là kỹ tính đâu. Em nói là em làm biếng việc nhà thôi. Nhưng mà thực chất là gọn gàng sạch sẽ thì phải được. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Nói nhiều chị. Bạn này ít nói, đúng như ý em luôn. Chững chạc, biết nhường nhịn. Tại vì em á, là em bảo thủ, em cố chấp mà em ngang ngược lắm. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của em thế nào? Cao thấp, mập lùn, mang yến đen thế nào, nói luôn đi. Tướng thì chắc là cao bằng em trở lên. Em cao 1m65 chị. Rồi. 65. Bảo đảm luôn. Anh cao mét nhiêu anh? Trên 65. 65 rưỡi. Được không? Tại vì bình thường em ăn rất cao không à. Còn gì nữa? Quần áo, ăn mặc sao? Tại vì em đẹp cho nên em không muốn bạn trai em đẹp quá đâu. Kỳ vậy? Em giữ mệt chị. Chào em. Dạ em chào anh. Đáng lẽ em phải thích bạn trai đẹp chứ. Thì cái đó là chắc hên xui thôi anh. Em thích bạn trai mặc quần lành hay quần rách? Quần rách đi cho gái nó khỏi thôi. Trời đất ơi. Nó rách đều luôn á. Dạ không sao. Dép lào, quần rách, nói chung là ăn mặc đơn giản một tí. Nhưng mà vậy đi với em ra đường không xứng rồi sao? Không chị, đại gia với chân dài mà đại gia đâu còn đẹp. Cái cô này có những cái suy nghĩ lạ lắm nè. Được. Ghét cái gì nhất, cái tật xấu của đàn ông á? Hay nói xấu người khác á? Em có nói xấu ai không em? Thỉnh thoảng anh. Thỉnh thoảng. Trời đất ơi, nói xấu ai vậy? Thỉnh thoảng anh nói xấu vợ thôi. Thỉnh thoảng nói xấu vợ sau này anh. Vợ em nên đâu sợ đâu, cả sớm đều sợ mà. Anh thấy bên kia yêu cầu sao giống em dữ lắm luôn rồi đó. Ha, giống.
80% trở lên á. Bây giờ bạn trai ơi, bạn gái kiểu như là sống tự lập, hơi cá tính, bản lĩnh, em có ngại không? Dạ không ạ. Về là vợ coi như là nắm quyền hết không? Tại vì nếu mà được những người phụ nữ và là bản lĩnh như vậy thì chắc chắn thì em sẽ thành công hơn bây giờ nữa. Đúng rồi, có nhiều người sợ vợ mình sợ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Hay đuôn rách đúng theo yêu cầu của bạn. Sao cái đó nổi quá vậy? Em thích gu vậy đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi trên tay, ủa sao con trai đeo vòng chi vậy? Thì mình thích thì mình đeo thôi chị. Ủa cái đó vòng nữ em ơi. Đâu, cái này của Tài Thiên mà. Cái vòng kim cô hả? Đúng rồi. Ai đeo cho em vậy? Em tự đeo, thích thì mua thôi. Rồi bài thần chú ai giữ? Bài thần chú thì để sau này vợ giữ. Ờ, đưa cho vợ ha. Dạ, quậy rồi. Quạng vợ đọc thần chú là nó siết vô đúng không? Dạ đúng rồi. Đàn ông mang vòng, đeo vòng mà mang giày cam thì cũng không. Anh bên này cái gu thời trang cũng lạ lắm nha. Ủa giày đỏ chứ. Đỏ mà nó đỏ chói giống cam luôn á. Bên này cô này rất là fashion rồi. Bên này ta có gu, bên này hơi gu lạ. Em có hút thuốc, ăn nhậu, cờ bạc gì không? À dạ hút thuốc thì không. Ăn nhậu thì thỉnh thoảng lâu lâu có hội họp bạn bè chứ không thường xuyên. Ủa con trai biết nhậu được không? Dạ em biết nhậu luôn mà. Ủa vậy hả? Em nhậu nhiều không? Người ta uống nhiều, uống nhiều mà chị. Ngang ngửa con trai luôn hả? Lần em uống nhiều nhất là bao nhiêu? Chắc là hơn nửa thùng. Hả? Thôi chịu nổi không cưng? À, thì em rót bia cho bạn ấy uống được. Hai bạn này thấy hợp á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với anh bạn em. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì bạn trai thì rất là phù hợp với cá tính của Phượng. Phượng có cá tính rất là mạnh. Phượng thích kinh doanh, mạo hiểm, tiếp phụ nữ, năng động, luôn hướng về phía trước, không muốn dừng lại phía sau. Phượng không phải là một người phụ nữ, tiếp phụ nữ ủy mị. Bạn ấy rất là mạnh mẽ, không được thì bạn ấy sẽ cho qua. Hai người rất là tương đồng. Mình thì thích uống trà sữa, nên mình rất thích anh ấy. Rồi. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với anh chị và những bạn đồng nghiệp cùng chung chỗ làm. Anh chị ruột á hả? Dạ. Dạ, anh chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Thì em là chị ruột của Trịnh Ngọc Dũng. Em thấy em là nó hiền. Còn đối với bạn gái thì nó thích một bạn gái mà cái mẫu mực có chững chạc xíu. Không như tính tình, không tính tình con nít. Như bạn gái đây thì đã chững chạc rồi, đã tiếp xúc ngoài đời thì không còn con nít trẻ con nữa. Thì em nghĩ hai bạn này tiến với nhau rất là được. Giờ mình sẽ mở rào cho hai bạn sẽ mặt nha. Tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Anh có món quà đó là sản phẩm của quán anh, đó là trà sữa. Em cảm ơn. Tặng em cái cổ xí ngầu này. Anh tên Dũng, anh bao nhiêu tuổi mà em không có được rõ. Anh chưa giới thiệu tuổi mà. Ôi vậy hả? Sinh năm 90, anh hiện tại 28 tuổi, còn em? Em nhận anh 2 tuổi. Chúng ta cảm nhận về lần đầu tiên gặp nhau đi. Thấy ảnh sao? Anh rất là hiền. Bạn gái hôm nay là đã ngoài sức mong đợi rồi chị. Có nghĩa là những cái gì mà lúc em đăng ký thì hầu như là hoàn hảo và ok hết. Cũng lạ ha, lần đầu tiên gặp bạn gái quất hai cái đùi gối đưa ra. Thì cái gì mình cũng phải tạo từ đầu tiên chị. Nếu mà không hợp thì sau này khỏi luôn. Còn nếu mà hợp thì mình quen tiếp. Dạ đúng rồi, quan trọng là cái nhìn đầu tiên mà em thấy anh ấn tượng thật á. Để cho em nhớ. Thích không em? Hết. Hết, dạ thích là được rồi. Rồi sinh con cái thì sao? Anh thích con trai hay gái anh? Đó là con của... Con của mình. Mình đúng rồi. Còn trai gái thì vấn đề đó thì không quan trọng. Em thích con gái đầu lòng. Bạn nữ cũng là một cô gái mạnh mẽ. Em có thể bày tỏ cảm xúc của mình phút này với bạn trai. Em ngại lắm chị ơi. Bữa em cầu hôn người ta được mà. Thì em hát tặng bạn trai một bài đi cũng được. Có bài Bún Bò ơi đó. Bún Bò ơi. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì ta đừng có giận hờn để giờ đây cô đơn vắng tên. Đời em đã mất anh rồi. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nếu chúng ta cảm thấy không phù hợp, không có cảm xúc, không có cảm tình, chúng ta không bấm vì nhiều người khác sẽ dành những cái sự ưu ái đó cho chúng ta. Suy nghĩ thật kỹ nha. Bấm nút là hẹn hò yêu đương, không phải bấm nút để làm bạn, để hợp tác kinh doanh nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Hai bạn chúc mừng, nắm tay nhau nào.
các bạn đã chính thức hẹn hò nhau và hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm hiểu nhau, hướng đến một cái hạnh phúc bền lâu nha. Dạ đúng. Dạ. Dạ. Em tên là Nguyễn Thành Vinh, quê quán ở Cà Mau và hiện tại là 28 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên kho, dạy bơm và hiện tại là đang sống ở bên Gò Vấp. Thì sở thích của em là đi du lịch biển, được ca hát và đi vòng quanh Sài Gòn để ăn những đồ ăn vặt ở Sài Gòn. Và sở trường cái sở trường là chăm chỉ, cũng hơi chăm chỉ làm việc. Và cái nhược điểm của em là lâu lâu bị stress á, nên cái người hơi cũng lâu lâu bị chậm tính, nhưng bình thường là người hòa đồng vui tính và dễ, nói chung là dễ hòa đồng với mọi người và hay nhường nhịn mọi người. Cái tính cách của em là vậy. Mình biết nấu ăn và cũng thích hát nữa, nhưng mà hát không được hay lắm. Cái đó có thể. Dạ. Thì cái đó nếu mà tập thì quan trọng mình thuộc lời thì mình tự tin hơn chút, còn mình chưa tập thì nó hơi khó. Quan trọng mình thuộc lời thì mình có thể thể hiện thôi. Dạ. Mình có hai mối tình sâu đậm. Một là mối tình thời sinh viên, thì mình và người yêu của mình là hai đứa là đi làm thêm, rồi vô tình gặp nhau, rồi xin số điện thoại, rồi trao đổi, nói chuyện nhau qua lại, cũng chửi qua chửi lại, rồi từ từ cái dẫn nhau đi ăn, cái từ từ cái hai đứa thấy tính cách có vẻ như hợp nhau, rồi sau tháng là hai đứa bắt đầu yêu nhau. Rồi quen nhau 5 năm. Rồi trong quá trình quen thì cũng có cãi nhau, nhưng mà sau 5 năm đó thì có biến cố xảy ra là hai đứa giận nhau một tháng. Rồi người yêu của mình là quen một người khác. Rồi hai đứa sau khi mình biết được cái chuyện đó thì mình chấm dứt. Thì hai đứa bây giờ như là bạn bè thôi, nhưng mà không có gặp nhau. Chỉ có thể nói chuyện với nhau một hai lời thôi là xong rồi đó, là không có chuyện xảy ra nữa. Còn mối tình thứ hai của mình là sau khi ra trường thì có một bạn nữ là chủ động làm quen mình, nhưng mà bạn đó là đã có bạn trai rồi, nhưng mà giống như mình là cái người thay thế vậy đó. Thì sau một thời gian 3 tháng quen nhau thì mình phát hiện ra điều đó, nên cuối cùng là hai đứa không còn yêu nhau nữa, và cuối cùng là mình chia tay. Nhưng mà thực sự là thời gian đó cũng tình cảm khá là sâu đậm, tại vì là hai người ở chung với nhau như một mái nhà. Thì dạ đúng rồi, thì vậy mà cái tình cảm đó cũng khá là nhiều.
tại vì bạn gái trước đó là hai đứa không có sống với nhau, nghĩa là hai đứa riêng, nhưng mà mối tình này là ở chung với nhau. Cái là còn kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là mỗi tối đều đi ăn vặt người yêu á, và đi xung quanh Sài Gòn. Kỷ niệm nó nhiều lắm, tại vì mình đi xung quanh Sài Gòn thì mỗi nơi nó sẽ động lại những cái kỷ niệm riêng. Cái đó em thích chị, nhưng mà lâu lâu nhiều khi bị stress á, hoặc áp lực công việc á, nên mình lâu lâu mình bị stress nhiều quá, nhiều khi mình im lặng mình không có thoải mái được, nhiều khi lúc đó là mình sẽ tạm ngưng cuộc chơi của hai đứa, và cũng như là không gặp nhau một hai ngày để mình bớt stress đi, rồi hai đứa sẽ gặp nhau và đi chơi tiếp. Có thể chia sẻ với em một chút về cái mẫu người yêu hiện tại của mình, tìm một bạn như thế nào? Mình đang tìm một người nhỏ mình khoảng 1-2 tuổi, xinh xíu, dễ thương, thủy chung. Cái thị chung là cái mình muốn quan trọng nhất. Tại vì mình nghĩ là có thể mình giận nhau, nhưng mà quan trọng cái người đó phải thị chung mình, thì cho dù giận nhau cái nào thì mình cũng vẫn là đi xa hơn, mình có thể đi tới hôn nhân sau này. Dạ đúng rồi. Tóc dài tóc ngắn không quan trọng. Quan trọng là nhìn có nét dễ thương rồi vui vẻ, hòa đồng. Kém 1-2 tuổi hoặc là lớn hơn 2 tuổi cũng được. Trong khoảng đấy hả? Trong khoảng đấy. Mình cũng nghĩ là khoảng cuối năm nay hoặc là năm sau á, thì mình sẽ xây dựng tình cảm từ bây giờ tới cuối năm hoặc năm sau mình có thể đi đến hôn nhân. Mình sẽ thuê nhà ở chung với người đó. Gia đình cũng giúp sức mình nữa, vậy mà nếu mà kết hôn thì khoảng 2-3 năm nữa mình có thể có nhà riêng. Mình làm xe ca, vậy mà nếu mà về giờ giấc thì một tuần mình sẽ sắp xếp gặp ít nhất người yêu của mình là 1-2 lần một tuần. Cảm ơn chương trình.